Khoảnh khắc cột điện đổ sập kéo theo anh nhân viên khiến nhiều người thót tim. Hình ảnh trụ điện gãy đổ kéo theo cả tờ điện đang leo bên trên để sửa chữa đường dây, ngã đập người xuống đường khiến nhiều người thót tim. Đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc cột điện bên đường bất ngờ đổ sập xuống đường được chia sẻ khiến nhiều người hú vía. Theo như chia sẻ, sự việc xảy ra vào ngày 2 tháng 4 vừa qua tại đường Lạc Thiên, thành phố Nha Trang. Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, trong khi một anh thợ điện đang đứng trên ngọn để sửa chữa, đấu nối dây thì cột điện bất ngờ gãy đổ sập xuống đường. Sự việc xảy ra bất ngờ nên người thợ điện không kịp phản ứng, cố gắng bám chặt vào những búi dây điện để không bị ngã văng ra. Tuy nhiên, toàn bộ cơ thể của anh cũng bị ngã đập xuống đường nhựa, khiến nhiều người lo lắng. May mắn thời điểm xảy ra sự việc, các phương tiện vừa di chuyển qua và người thợ điện cũng không bị thương, nhanh chóng luồn lách qua mớ dây điện và di chuyển ra ngoài. Ngay sau đó, một số thợ điện khác cũng đã đi đến để kiểm tra tình hình sau khi xảy ra sự cố cột điện gãy đổ. Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ cũng đã khiến nhiều người được fan thót tim. Hy vọng sau sự cố nói trên, cơ quan điện lực sẽ tổng kiểm tra lại các trụ điện trong khu vực để đảm bảo an toàn cho người dân. Sài Gòn TV sẽ tiếp tục cập nhật thêm về vụ việc. Các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.